Là cái sàn nỉ nguyên bản của chiếc xe Mazda CX-5 này. Bình thường anh em có thể thấy vì cái sàn nỉ nó có một cái nhược điểm, đó là rất mình rất khó vệ sinh sạch. Hai là khi mà có thấm nước hoặc là có trẻ con ăn đồ mà nó rơi xuống này thì rất khó vệ sinh. Đấy cái nhược điểm của nó. Và bình thường đa phần anh em sẽ trải những cái sàn 5D hoặc 6D, nhưng nó chỉ dùng một thời gian thôi. Còn với chiếc xe này thì bác chủ có lên sàn da của Lavo các bác nhé. Sàn này thì bên em bảo hành cho các bác 3 năm. Sàn rất là dày. Và cái da này chống nước, khi mà các bác có đổ nước vào đây chẳng hạn, mình có trẻ con có uống nước hay là nó rớt đồ ở đây, mình rất là dễ vệ sinh. Chỉ cần một cái khăn mình lau sạch cái là hết này. Và mỗi cái sàn da này nó sẽ may riêng theo một form xe các bác nhé. Thì khi mà chảy sàn thì mình chỉ việc tháo ghế ra và úp sàn mới lên. Thì, lắc sau khi mà chảy xong thì em sẽ cho các bác xem cái thành quả sau khi mà chảy xong các bác nhé. Còn đây là sau khi mà đã chảy sàn Lavo này. Vân hình chám nha các bác nhé. Ở đây nó sẽ có cho mình hai cái chốt để mà gá cái thảm này các bác, đặt thảm mà để chân lên. Sau này mà mình cần vệ sinh các bác hút bụi rất là sạch. Ai mình chỉ cần lấy một cái khăn lau, lau sạch đi phát là sạch này. Đấy, và các bác xem hàng sau đây. Đây là hàng 2 này. Nhìn xe nó sang hẳn lên đúng không các bác nhỉ? Đẹp hẳn lên. Các bác nào mà đang sử dụng cái sàn để mà nó tạo ra mùi và khó vệ sinh thì các bác có thể qua Akala Thái Nguyên để trải sàn cho xe của mình các bác nhé.